xác định các cái điểm sau đó chúng ta nối chúng lại với nhau thì mọi thứ nó sẽ ok. Tôi ví dụ như cái phần này nó nằm qua đây rồi đúng không ạ, và đang để lấy tiếp cái phần chân đằng sau này. Cái phần chân đằng sau này thì nó cũng sẽ bị từ một cái hướng nào đó ở đây song song với thằng này, và chúng ta sẽ thấy nó sẽ nằm ở cái khoảng này một chút, nó nhỏ thôi. Ok, xin chào các bạn à, quay trở lại cái phiên live và phiên hướng dẫn này. Thì cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học vẽ cơ bản của một số các bạn mới bắt đầu học vẽ. Thì nó có thể là một số các bạn đã đang đến các cái quá trình rồi, hoặc là một số các bạn mà mới bắt đầu vẽ đây, thì các bạn có thể tham khảo cái video này và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách thức để các bạn có thể vẽ được tổ hợp khối. Ở đây thì nói chung đi lại thì cái phần mẫu này nó không hẳn chỉ là phần mẫu về khối cơ bản không nhé, và phần mẫu này nó còn bao gồm cả về phần tĩnh vật. Thì về về thực chất ra thì mẫu này nó là mẫu tĩnh vật, và các bạn có thể thấy được rằng là các cái đặc điểm ở đây nó sẽ bao gồm nhiều vật thể, đồng thời nó có các chất liệu khác nhau, và từ cái phần đấy thì các bạn có thể hình dung được khi mà nó có các cái phần nhiều chất liệu khác nhau như vậy thì nó sẽ tạo ra được các cái tổ hợp khối hoặc tổ hợp mẫu ở đây, và nó tạo thành một cái hệ tĩnh vật đấy. Thì ở đây nó được nó gọi đúng chính xác là tĩnh vật chứ nó không hẳn là một cái liên quan đến phần khối cơ bản. Thế nhưng mà ở đây chúng ta có hai cái nhân vật chính, đó là nhân vật khối này, đó là dạng khối chóp nón, nhưng mà khối này gọi là khối liên hợp. Thì khối này là khối chóp nón và nó có một cái phần khối trụ cạnh ngang qua. Ở bên dưới thì khối này nó là một cái dạng khối trụ nằm ngang, nhưng cái khối trụ này nó có đặc tính là nó vát chứ không phải là một khối trụ mặt đáy tròn nữa. Được chưa? Cái đáy của nó là một cái hình bóp méo rồi, nó là một cái hình elip. Thì ở trong các cái phần này thì mình sẽ vẽ như thế nào? Ở đây thì mình sẽ có thể là không cần phải vẽ cả cái phần bên dưới này, thì tùy thuộc nhá. Đấy, thì nếu như mà vẽ cả phần bên dưới cũng được. Đấy, các bạn có thể xem là nếu như mà vẽ cả phần bên dưới thì có ok không, hay là mình chỉ vẽ cái phần hai cái thằng nhân vật này thôi. Đấy, thì đấy là tùy và thuộc của các bạn. Thì có thể ở đây thì mình sẽ vẽ cả cái phần nhân vật dưới để cho các bạn có thể hình dung. Thì trước tiên lúc đầu chúng ta sẽ cần phải xác định các cái vị trí của nó. Ở đây chúng ta có một cái phần ghế sau, hay là cái phần ghế để mà chúng ta để thần tượng này, phần vải. Thì các bạn có thể tách các cái phần này ra ở đây, và chúng ta coi hai nhân vật này là hai nhân vật chính, các cái phần xung quanh là nhân vật phụ. Đây là một cái phần nhân vật, nhưng mà nhân vật vải này là nó tạo cho một phần nền. Tiếp theo, một cái nhân vật liên kết giữa phần không gian và phần tượng, đó chính là cái phần ghế này, gỗ này. Bây giờ mình sẽ xác định cái phần chính và các cái phần xung quanh bổ trợ trước nhá. Ok, chúc anh buổi tối làm việc thuận lợi. Cảm ơn Nguyễn Văn Thăng nha. Cảm ơn, thank you em rất nhiều. Mình sẽ đánh dấu điểm giới hạn trước đi ạ. Và mình sẽ đánh dấu điểm giới hạn ở phần bên trên này để mình chưa ra một cái khoảng. Phần trên kia một chút nhá. Đấy, thì các bạn cũng có thể lưu ý đánh dấu vị trí này, thì sau đó mình sẽ lấy tiếp phần bên dưới đi. Dùng phần bên dưới ở đây thì mình lấy phần bên dưới của cái giới hạn dưới bên này. Các bạn có thể nhìn thấy ở phần này đúng không ạ? Thì đối với phần này thì mình có thể đo thử ra. Mình sẽ lấy một cái bút nó dài hơn một chút. Thì các bạn có thể đo thử cái khoảng phần từ phần chân của nó ở đây nhé, đến phần bên trên này, xem nó khoảng bao nhiêu để chúng ta có thể ước lượng tính được cái khoảng này ở trong cái phần đó. Đây là cái phương pháp mà chúng ta có thể tối ưu thôi. Còn nếu chính xác là nữa thì các bạn cần phải tìm ra được cái hướng đi. Đấy, còn chúng ta về đo đây thì các bạn lấy theo cái tỷ lệ này, và chúng ta như thế không ạ? Khoảng này nó sẽ bằng 1 này, 2, 3, nhỏ hơn khoảng 1 phần 3. Nếu tính từ vị trí này nó sẽ chia 4 ra. Tính từ cái vị trí ở phần trên cùng kia nó sẽ chia 4. Tức là bây giờ cho cái phần này lên trên nhé, nó sẽ chia 4 ra. Và giống như ở đây là mình sẽ chia đâu đó khoảng tầm 6 phần. Chia thì lại rồi một phần này nó sẽ lớn hơn một chút nữa, một nó sẽ nằm ở cái khoảng giữa này. Thì các bạn sẽ phải đo đi đo lại đo nó khoảng vài lần để chúng ta xác định được cái vị trí căn của nó phù hợp. Rồi, ok, thì cái khoảng này nó chính là cái khoảng chân chân của chóp nhé. Tức là chúng ta sẽ lấy tỷ lệ từ đây đến đây và so với từ đây lên phía bên trên này, được chưa nhỉ? Đấy. Anh ơi, bạn lực em vào lỗi âm thanh. Các bạn có nghe tiếng không nhỉ?
Các bạn có nghe tiếng không? Hiện tại bây giờ đây mình đang cầm mic mà. Lỗi âm thanh à? Nó không nghe được tiếng hay là như nào? Không nghe được tiếng à? Để anh quay lại cái phần này xem. Đây mọi người. Các bạn có nghe thấy không? Alo. Ở đây hiện tại thì ở trên phần live là anh vẫn thấy phần mục âm thanh của nó là nó vẫn đang hoạt động nhé, chưa chưa bị tắt cái vấn đề gì, thì không biết là nó có việc gì không nhỉ, vẫn không được à? Các bạn có nghe thấy tiếng không ạ? Các bạn có nghe thấy tiếng không ạ? Các bạn có nghe được tiếng thì có thể comment cho mình nhé. Không nghe được tiếng thì mình có thể hỗ trợ cho các bạn. Mình điều chỉnh lại cái phần ở trong phần này. Thì chúng ta sẽ đánh dấu tiếp đi các cái vị trí này. Thì các bạn nhìn thấy là cái phần chân ở đây giống sang ngang đúng không ạ? Thì nó sẽ lên trên cao một chút và chúng ta sẽ đánh dấu ở cái khoảng này. Như vậy là cái bước số 1 của các bạn là chúng ta chia tỷ lệ về chiều cao trước. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu tách dần ra và chúng ta lấy các cái tỷ lệ chiều ngang. Thì vật thể của các bạn đó là hai cái khối này là nhân vật chính, thì mình vẫn sẽ đặt theo đúng cái form ở trong phần bố cục ảnh này. Đây nó là vẽ theo ảnh và không phải là một bài chép, nó chỉ đơn giản là mình vẽ theo ảnh thôi. Nó vẫn là cái phần mà các bạn gọi là vẽ theo cái cảm nhận của các bạn, chứ không phải là chúng ta gọi là đi chép. Chép thì thường thì người ta gọi là chép theo cái phương thức là chúng ta chép một cái bài mà người ta vẽ rồi, thì cái đấy thường gọi là chép nhiều hơn. Ở đây chúng ta vẫn vẽ theo ảnh và nó chỉ khác một cái là mẫu của chúng ta được chụp lại là nó ở trên này và nó cố định. Còn ở ngoài thực tế, nếu như chúng ta nhìn thực tế thì cái mẫu của các bạn nó có thể thay đổi theo vị trí của các bạn ngồi hay là theo vị trí của các bạn nhìn đúng không ạ? Chiều cao ở đây thì chúng ta có rồi đúng không ạ? Và chúng ta sẽ bắt đầu lấy cái phần bề ngang tổng thể. Ví dụ như chúng ta lấy phần bề ngang tổng thể ở đây của nó đúng không ạ? Một là chúng ta lấy phần bề ngang tổng thể ở vị trí này. Sau đó chúng ta xoay lên so với vị trí chiều cao. À, thì đối với những cái phần này thì nó sẽ lớn hơn phần trên một tí, còn là so với cái phần kia thì chúng ta thấy rằng là nó bằng bao nhiêu, bằng 3 phần 2 của chiều cao của cái khối liên hợp đúng không ạ, 3 phần 2. Thì như vậy là thì ở trong cái phần này thì mình chia chia 3 phần 2 ra, tức là mình chia đôi ra và mình cho nó lên cao thêm một phần nữa đúng không ạ. Đây là chiều cao của khối chỗ này vào đây, và mình sẽ lấy bề ngang của nó tổng đấy nhá. Chúng ta lấy bề ngang tổng thể đúng không ạ, xoay lên so với chiều cao, thì như vậy là nó sẽ lên cao thêm một phần nữa, nó sẽ lên cao thêm một phần nữa vị trí trên này, nó sẽ nằm trên kia đúng không ạ. Và chúng ta lấy cái phần tổng thể ở đây, chúng ta xoay sang chiều ngang. Đấy, ngày xưa thì mình hay dùng que đo, còn bây giờ thì mình thường hay quen thì mình dùng bằng cái bút luôn, bút luôn để đo luôn. Đấy, thì cái này thì nó phụ thuộc vào tùy từng người thôi. Các bạn nào muốn cẩn thận thì chúng ta có thể dùng que đo để chúng ta quen. Thì cái que đo thì nó giống như là một cái thanh nhỏ nhỏ và nó bé, sau đó là các bạn có thể sử dụng để mà các bạn có thể đo được các cái đoạn này giống nhau. Đối với bây giờ thì đa số các học viên của bọn mình đều đều học cái cách sử dụng bằng bút để mà đo. Đấy, sau này thì khi mà cái chuyên đề của các bạn ý có sự thay đổi thì nó sẽ điều chỉnh đi một tí, nhưng mà thường là sẽ sử dụng bút là tốt nhất. Tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu là tách chiều ngang của thằng khối liên hợp đằng trước này, mình sẽ tách nó ra. Đấy, đương nhiên là mình vẫn sẽ đo như bình thường. Đây là mình đang hướng dẫn cho các bạn cách đo cụ thể. Nhận nó sẽ gần bằng chiều cao đúng không ạ, nó sẽ khoảng tầm này đúng không ạ. Đấy, chúng ta có thể sẽ thấy cái mắt của các bạn khi nhá, sau này chúng ta biết được là khi mà các bạn vẽ bài thì cái khả năng mà các bạn được rèn luyện cái con mắt của các bạn rất là cao. Và từ khi mà các bạn sử dụng cái mắt của các bạn để chúng ta đo tỷ lệ thì chúng ta sẽ có một cái dự đoán tỷ lệ tốt hơn. Mình thấy rằng là rất nhiều bạn ngày trước ấy, là có một số các bạn là vẽ theo tỷ lệ gọi là cấp số nhân. Đấy, ví dụ như các bạn ý là vẽ được như này nhá, thì đấy cũng là một cái sự mà mình thấy rằng là nó rất dễ bị sai lầm sau này khi mà chúng ta phát triển lên. Ví dụ các bạn ý thường hay đặt tỷ lệ chiều cao của nó là như này, sau đó các bạn đặt vào trong bài, sau đó là một hai sau đó ba lên,
thì nhân 3 lên và đặt cho các cái tỷ lệ đấy đều nhân 3 hết. Nhưng mà đấy là một cái tỷ lệ mà các bạn thấy rằng cái phương pháp đấy thực chất ra nó không phải là sai, và nó chỉ là câu chuyện là nó chỉ phù hợp với cái việc chúng ta vẽ trên cục giấy nhỏ thôi, và chúng ta không 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 nắm bắt được cái tỷ lệ cơ bản của nó. Đấy, còn đối với những cái việc mà chúng ta vẽ cái tỷ lệ, tức là chia đôi ra, chia ba, chia hai, hoặc là tỷ lệ 3 phần 2 hoặc tỷ lệ 2 phần 3, thì các bạn có thể sử dụng mắt, sau này chúng ta sẽ luyện cái mắt của các bạn để các bạn có thể dự đoán. Thì đối với những cái thằng khối chóp như thế này nhá, các bạn hình dung này. Đấy, thì đối với góc nhìn như thế này thì có một cái điều ấy là rất nhiều các bạn cứ nghĩ rằng là cái thằng này nó không phải là đối xứng. Nhưng theo cấu trúc tỷ lệ thì gần như nó là đối xứng. Cái này gần như là đối xứng. Và mình hướng dẫn cho các bạn theo phương pháp cơ bản, không phải là theo phương pháp của cấu trúc không gian như cái chuyên đề mà mình học về hình học không hình học họa hình trong trường kiến trúc, mà đơn giản là mình sẽ chỉ hướng dẫn cho các bạn theo cái cách mà gọi là hình học không gian thôi. Đấy, thì mình vẫn sẽ lấy nó các cái tỷ lệ là trục đối xứng. Thì đương nhiên các bạn phải đo bằng trái bằng phải nhá, trái phải nó đúng hay không, chúng ta lấy phần trái bằng phải là căn mà. Tiếp theo là các bạn sẽ lấy các cái phần tỷ lệ của từng cái phần nhỏ này riêng ra để chúng ta bắt đầu chia ra. Thì cái thằng này nó có chiều cao ở đây thì các bạn có thể thấy rằng là cái điểm mà nó giống sang ngang ở cái vị trí này nó gần như nó bằng nửa của chiều cao của cái khối liên hợp này, đúng không ạ? Và đây thường thì đây chính là cái đánh dấu của cái thằng vị trí này. Đấy, nhưng mà mình chỉ đánh dấu ra đấy trước thôi, tại vì tí nữa thì cái hình hài của nó thì nó sẽ phụ thuộc vào gì ạ? Nó phụ thuộc vào cái đặc điểm của nó nữa, và nó phụ thuộc vào cái tượng hay là các cái phần đằng trước của nó. Rồi thì chúng ta sẽ vẽ cái phần này đúng không nhỉ? Sau đó thì các bạn sẽ bắt đầu chia tiếp ra là bề ngang của cái đáy so với chiều cao của cái đáy, so với chiều cao của cái khối liên hợp này. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là nó bằng bề ngang nó bằng một phần mấy của cái chiều cao, 2/5. Để thấy đây khoảng hơn 2/5 một chút. Đúng không ạ? Một phần này giống lên trên này, nó chia thành khoảng 3 phần ra nữa. Rồi nó sẽ đặt ở cái vị trí này, đánh dấu lên ạ. Một, nó sẽ lên cao hơn một chút xíu nữa. Làm thế nào để các bạn chia tỷ lệ này cho nó giống tương quan với cái phần mà các bạn vừa được nhìn thấy? Sau đó chúng ta dòng sang chiều ngang. Thì đối với góc này thì các bạn đánh dấu nó đối xứng ra nhé. Được chưa? Đối xứng ra. Cái này nó sẽ lệch sang cái tay trái một tí, và cái này cũng lệch sang cái trái một chút. Đấy. Đây là mình hướng dẫn cho các bạn cái phần chi tiết theo cái phần nhỏ thôi. Ok, sau này thì khi mà các bạn vẽ quen rồi thì các bạn vẽ rất là nhanh bề ngang của nó. Thì đối với phần này thì chúng ta làm cũng rất là đơn giản đúng không ạ? Ở đây thì cái phần này khuất phần đáy thôi, thì bây giờ mình cứ thấy rằng là cái góc nhìn này nó không quá là rộng về phần đáy, thì mình sẽ lấy phần đáy của nó là một cái hình elip. Ở đây cả phần chì của mình nó hơi bị tù một chút nhé, đáy của mình nó sẽ là hình elip. Thì từ hình elip này thì bắt đầu mình lấy khung thẳng này vào đây, nó gọi là vẽ theo phương pháp hình học đấy. Sau này khi mà các bạn lên phần nâng cao rồi, hoặc các bạn học trên trường, thì các bạn có thể học thêm một cái phần liên quan đến gọi là gì ạ, gọi là phần hình học họa hình. Cái đấy thì nó cũng sẽ tùy thuộc vào từng cá nhân của các bạn. À, tiếp theo thì chúng ta có các cái phần chia tỷ lệ của các cái vị trí này đến phần dưới này. Thì chúng ta cần tìm điểm này đúng không ạ? Tìm điểm này và tìm phần điểm này đúng không ạ? Thì các bạn thấy rằng nó gần như là nó sẽ chia chia cái tỷ lệ của cái thằng này, trục của thằng này ra, nó ở cái phần chia đôi. Đấy, thì có thể là đối với cái phần góc nhìn như này thì chúng ta thấy rằng là cái đoạn này nó sẽ chia đôi ra, và chúng ta có thể tìm được cái điểm chia đôi của cái trục. Đây là cái trục đáy của nó tầm ở đây, và chúng ta có thể thấy xác định cái độ chéo của nó. Thì ở đây thì các bạn sẽ tìm cái điểm này, hoặc là chúng ta lấy chiều rộng của nó để chúng ta cân đối. Đấy, và mình ví dụ mình sẽ lấy cái phần này nó nằm ở đây. Các bạn có thể đo nhé, các bạn có thể đo cái độ rộng của phần này, độ rộng của cái đoạn ở đây. Chọn độ rộng của đoạn ở đây so với đoạn phần bên trên và so với đoạn phần bên trên. Chúng ta thấy nó bằng gần 1/3. Gần 1/3 đúng không ạ? Thì chúng ta cũng sẽ xác định điểm từ đây đến đây so với từ đây so với phần bên trên. Và chúng ta thấy cái đoạn này nó chênh lên một chút, thì chúng ta sẽ bắt đầu lấy cái độ chéo của nó. Cái góc nhìn này chúng ta thấy cái đường này nằm nó cũng hơi chéo một xíu nhé, hơi chéo một xíu. Các bạn lấy khung của nó ra trước,
Thực chất là thì cái phân nửa bên này nó sẽ hơi to hơn so với phân nửa bên này một chút xíu, vì cái góc nhìn ở đây của chúng ta cũng là cái góc nhìn có phần sát hơn, gần hơn. Đấy, gần hơn. Và trên cái phần livestream ấy thì là cái góc nhìn này của các bạn nó đang bị méo đi ở phần chéo này nhé. Đấy, thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái góc nhìn này ở đây thì nó sẽ có sự khác biệt đi, và chúng ta sẽ nhìn thấy cái cạnh này to hơn cạnh này, nhưng mà trên thực tế mình đang vẽ là cái cạnh này nhỏ hơn cạnh này. Thì góc nhìn của các bạn đang là góc nhìn chéo chứ không phải góc nhìn chính diện. Còn ở đây chúng ta thấy rằng là đối với cái phần này chúng ta lại chia đôi tiếp nào, chia đôi tiếp nào, và cứ như thế thì chúng ta đã bắt đầu cắt tiếp các cái phần này. Đến phần này thì các bạn có thể giữ nguyên cái phần đó, sau đó chúng ta có thể xác định khung của cái thằng khối bên này tiếp nhé. Khung của thằng khối bên này tiếp chúng ta có thể xác định được cái phần khung của nó. Thì mình thường ấy, thì mình sẽ xác định cái trục của nó nằm ở đây. Đấy, trục của nó nằm ở đây, và chúng ta xác định độ chéo xuyên suốt ra ngoài. Thì ở đây thì các bạn có thể tìm cái chiều rộng của thằng này so với cái đoạn này, được chưa? So với cái đoạn này thì gần như nếu như chia đôi của nó ra thì nó khoảng một nửa, tức là nó sẽ nằm ở đâu, à, nó sẽ nằm ở đây. Và cái phần đằng trước này chúng ta vẽ nó một cái hình elip đi, cái mặt sau thì nó cũng sẽ gần bằng nhé, cái đoạn mặt sau này nó sẽ gần bằng mặt đằng trước này. Chúng ta vẫn cứ vẽ nó bằng hình elip trước, tại vì ở đây là mình đang hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta vẽ theo cái phương pháp cơ bản. Và phương pháp này thì bản chất là các bạn học sinh cấp 2 hoặc cấp 3 là các bạn có thể vẽ được bình thường. Đối với một số phương pháp mà hình học không gian ấy, hoặc một số các phương pháp về hình học họa hình nó có điểm tụ, nó có điểm hút, thì thực sự mà nói thì nó đang hơi khó đối với các bạn học cơ bản. Cái đó thì thường những cái người mà học chuyên sâu thì người ta sẽ hiểu, dễ hình dung hơn. Bây giờ giả dụ như các cái vấn đề khác đúng không ạ? Cái cách thức thì chúng ta cần phải hiểu là chúng ta cần điều chỉnh như thế nào cho nó phù hợp với từng người học nha, từng người học các bạn. Đấy, thì các cái vấn đề ở đây thì mình sẽ bắt đầu xác định tiếp, ví dụ như các cái phần này hình elip. Có một cái đó là cái bước dựng hình ấy các bạn nên dùng bằng 2B, và mình khuyến khích các bạn là chúng ta nên sử dụng bút nó nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi, và chúng ta không không dùng nhấn nhé, 2B chúng ta không cố gắng nhấn vào đâu, thì khi chúng ta phân mảng lên thì chúng ta mới nhấn động thôi. Tiếp theo là cái điểm này này. Đấy. Thì mình có thể lấy luôn cái điểm cạnh ở đây. Và mình xác định được cái cạnh này, chúng ta chéo này. Từ cái điểm này thì nó sẽ có các cái đường cong. Đường cong để tạo ra cái đường giao cắt của thằng nào? Của cái khối trụ với cái khối chóp, để nó tạo ra cái đường giao của cái khối liên hợp. Thì như vậy chúng ta vẽ gần như tương quan với cái phần này ở đây rồi. Được chưa? Tương quan với phần này ở đây rồi. Thì lát nữa thì chúng ta thì quy trình phân mảng thì chúng ta sẽ tăng cường và điều chỉnh tiếp cái phần đó. Ok. Rồi, thì đối với thằng này nhá thì các bạn lưu ý này là mình vẫn sẽ vẽ cho nó một cái dạng của trụ trước nha. Đấy, đừng 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 vẽ theo cái thằng này vội. Sau đó là mình gì ạ? Mình lấy ví dụ như mình xác định cái phần phần khung của nó ở đây. Đấy, mình lấy phần khung của nó ở đây. Sau đó mình cũng lấy phần trục chéo của nó ở cái vị trí này. Được chưa? Thì ở trong các cái phần này thì bây giờ giả dụ như mình lấy cái thằng này của nó là đang là cái phần trước của nó như thế này rồi. Đấy. Thì sau đó mình lấy cái điểm ở đây nó nằm ở cái phần phần trên này. Tức là chúng ta phải có thể giống các cái điểm này của nó ở đây. Nhưng mà thường thì nó nằm ở cái đoạn giữa này. Và chúng ta xác định tiếp cái phần vị trí ở đây so với cái phần kia, chúng ta nối chúng lại với nhau. Sau đó từ đây thì chúng ta sẽ lấy được cái phần tiếp diện chéo của nó. Cái diện chéo nó, và bắt đầu chúng ta mới lấy gì ạ, lấy cái đường chéo ở đây, cái này gọi là tiết diện cắt nhé các bạn, tiết diện cắt. Sau này thì để mà vẽ cái này cấu trúc nó khó hơn đấy, tức là nó chính xác hơn ở đây, nó phải dựa vào đặc điểm cấu trúc của khối của hình học họa hình thì nó mới chính xác được theo các cái điểm tụ. Đấy, cái đấy thì nó thiên nhiều cho các bạn học về ngành kiến trúc sau này, hoặc là các cái ngành liên quan đến gọi là nội thất, chúng ta có thể xác định được các cái vấn đề này rồi. Đến đến các cái phần này rồi nó thì chúng ta sẽ kiểm tra, và chúng ta sẽ bắt đầu lấy phần vải. Thì theo mình thấy thì chúng ta sẽ lấy phần bàn trước đấy. Mình sẽ lấy phần bàn trước, các cái điểm gặp ở đây. Đấy, gặp ở đây chúng ta sẽ lấy phần đấy trước. Thì mình cũng sẽ lấy phần mặt bàn thôi, lấy phần mặt bàn thôi.
cái phần góc nhìn ở đây chúng ta cắt chéo con đây, đang thể dòng cái điểm này thẳng xuống dưới này, nó có thể nằm ở chỗ này và chúng ta lấy được độ chéo của cái vị trí đó. Rồi thằng này nó cũng sẽ có độ chéo của đây, thằng này nó cũng sẽ rộng rộng ra ngoài này đúng không, thì nó sẽ nằm ở cái vị trí này và chúng ta cũng sẽ lại cắt chéo phần đây cùng vào. Đấy, thì chúng ta vẽ theo cái phương pháp như thế này, cấu trúc nó có cái tính chất nhập bút một tí thôi. Tất nhiên là chúng ta vẫn tiếp tục cái thằng này, chúng ta sẽ từ đây giống thẳng lên trên, giống thẳng lên trên đây, chúng ta vẫn có được các cái điểm góc thấp nhất ở đây và thằng này vẫn song song thôi. Thì chúng ta có thể xác định được các cái điểm độ dài đúng không? Cái điểm này nằm ở đâu? Chúng ta đo thì chiều cao ra. Từ điểm này đến điểm này chúng ta chia đôi ra thì chúng ta được cái điểm này. Hoặc là lớn hơn điểm chia ra một chia hai một chút thì chúng ta tìm được cái điểm này. Cái điểm này gập thẳng xuống dưới này là tức là nó nằm ở vị trí này. Cái chúng ta thấy cái đường này nó gần như thẳng với thằng này đúng không? Chúng ta cũng sẽ lại bắt đầu tiếp tục thẳng ra. Này nó nằm sát phần bên ngoài này. Thì chúng ta sẽ cố gắng lại làm chéo cái này. Cái này là có độ chéo luôn, thì nó gần như song song với thằng bên trên này hoặc có cái điểm cút ở đây và chúng ta cũng sẽ thấy cung này. Cái này thì sau này thì các bạn học trong chương chuyên đề về phần không gian đấy, các bạn sẽ bắt được chỗ này, tay cầm hơi khó nên là mình tạm thời là mình cắt các cái đường như vậy cơ bản vậy trước đấy. Và tương tự thì chúng ta cũng có thể tiếp tục các cái vị trí kia đúng không ạ? Mình lấy nhanh thôi, mình lấy nhanh các phần này thôi để chúng ta căn các cái phần khung cơ bản của nó ra và lấy cái phần như thế này thì nó mới đảm bảo được cho các bạn về các yếu tố cốt lõi của một cái phần bài hình. Chúng ta có thể vẽ được khối cầu ra ở đây, phóng sang ngay phần chân của nó ở vị trí này. Và đương nhiên là phần chiều cao và phần bề ngang chúng ta phải vẽ bằng nhau rồi. Đấy, chúng ta vẫn phải vẽ đúng quy trình của cầu, đừng vẽ bừa nhé. Nhiều bạn cứ nghĩ đây là cái phần phụ ấy, nên là các bạn vẽ bừa các cái phần này, thì mình nghĩ rằng là vẽ như thế là cũng sai đấy. Ta lấy phần khung ra, khung hình vuông ra, chúng ta cắt tìm các cái điểm trung điểm. Đó, chúng ta vẫn nối các cái đường chéo lại với nhau. Thì nhiều bạn là học viên của bên mình thì các bạn cũng đã vẽ được cái quy trình về về diện cái khối cầu rồi. Đấy, thì nó rất là dễ, từ điểm này đến điểm này chúng ta thấy rằng là nó sẽ có các cái điểm bằng nhau ở đây. Đối với các bạn học mà chắc chắn hơn thì các bạn cần đo nhé. Ở đây thì mình tạm thời là mình sẽ vẽ nhanh cái phần này thôi. Thì theo cảm tính của mình thì mình cắt nó dễ hơn, có kinh nghiệm hơn so với các bạn thiếu kinh nghiệm thì chúng ta đo một cách chính xác đối với những cái điểm trung điểm này. Để làm sao thì nó ra một cái hình tròn tương đối. Vì khi mà các bạn đánh bóng thì chúng ta sẽ cần phải điều chỉnh tiếp nữa không ạ? Và từ cái việc đó chúng ta hoàn thiện cho cái phần bài của các bạn. Rồi các cái thằng này nó sẽ nằm ở chỗ này đúng không? Chúng ta đóng thằng này đây. Đấy, nó sẽ nằm ở này. Đúng rồi. Nó sẽ nằm ở các cái khoảng đó. Và chúng ta có thể điều chỉnh tiếp cái này phía sau. Từ đây đến đây thì mình nối thẳng luôn bằng cái thẳng. Sau đó mình kiếm tiếp các cái điểm ra phần bên ngoài khung hình, tiếp tục cùng chéo đây à, gặp thằng này vào đây à, thằng này thì nó cũng sẽ chéo lên thôi và chéo lên thôi. Đây là có cái phần chân đằng sau này, nó sẽ to ra một chút nữa tùy vào góc nhìn của một số các bạn, thì mình nghĩ là nó sẽ to ra một xíu thì các bạn so với phần trên kia. Thì nữa chúng ta sẽ tẩy bớt cái đường chu vi ra và các cái phần này chúng ta cũng sẽ được không, từ các vị trí này chúng ta cũng căn được các cái phần này. Đây là nếu như mà các bạn muốn lấy các cái thằng này ở chân nhật tiếp tục này, và thằng này nó sẽ có một cái đường hút nở đây và chúng ta sẽ tiếp tục căn các cái góc này và tiếp tục thôi. Đấy, tức là chúng ta biết được là cái quy trình nó sẽ cần phải có những cái sự
thực tế như vậy và nó phù hợp như vậy. Thế nên thằng này nó nằm ở cái chỗ này, chúng ta cũng sẽ đóng ở vị trí đó so với các cái đường này. Tức là nhiều khi cái việc quy trình chúng ta phân mảng mà chúng ta không có đo, chúng ta không có chia và chúng ta không có căn các cái phần đấy, thì đấy cũng một cái điều nó rất là sai. Và khi mà chúng ta vẽ, các bạn cần phải xác định tỷ lệ cơ. À, từ đây đây thì nó lại điểm nào đúng không ạ? Nó gọi là mình thường hay bảo các bạn học viên của mình là tìm xác định các cái vị trí điểm là đúng nhất, tốt nhất. Xác định các cái điểm sau đó chúng ta nối chúng lại với nhau thì mọi thứ nó sẽ ok. Rồi ví dụ như cái phần này nó nằm qua đây rồi đúng không ạ, và đang để lấy tiếp một cái phần chân đằng sau này. Cái phần chân đằng sau này thì nó cũng sẽ bị từ một cái hướng nào đó ở đây song song với thằng này, và chúng ta sẽ thấy nó sẽ nằm ở cái khoảng này một chút, nó nhỏ thôi không to. Nó sẽ điều chỉnh dần. Hãy nhớ rằng là cái sự phù hợp với từng góc nhìn của các bạn nó quan trọng hơn là vẽ 100% giống mẫu. Sau này thì tất cả những cái phần xung quanh này chúng ta đều sẽ làm cho nó êm đi và cho nó tương quan với phần không gian một cách cụ thể nhất cho nó được chậm. Như vậy đây là cái quy trình chúng ta có thể phát ra phần khung cơ bản cho một cái phần mẫu của các bạn ở đây. Mình sẽ cắt phần xuống dưới này. Thì tương tự có các cái đường ngang của gỗ và phần vải đã chốt đến đây rồi, và có ngang phần này cho là nó sẽ có tiếp tục khá nhiều nhá, khá nhiều các cái điểm chi tiết rất là phụ chi tiết của phần không gian rất là nhiều, nhưng mà nó đem lại cho các bạn các cái kết quả về mặt thị giác hay là kết quả về mặt gọi là về mặt chi tiết trông rất là tốt. Rồi ok. Đấy, thì đây là cái quy trình mà chúng ta nói về vấn đề về phần gọi là phần dựng hình và dựng khung tổng thể được chưa nhỉ? Đấy, thì các bạn có thể luyện tập theo các cái quy trình như thế này. Đối với các cái mẫu vật khác thì các bạn cũng có thể làm theo phương thức như vậy. Thì trong cái quy trình này thì nó sẽ là cái quy trình liên quan đến phần phần mặt. Rồi, ok.